Mến chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Rất cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian cho chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ một chút về câu chuyện sức khỏe của người cao tuổi quý vị nha. Một cái căn bệnh mà người lớn tuổi có thể gặp phải đó là viêm phổi ở người già. Đây là một trong số những cái căn bệnh nhiễm trùng được quan tâm hàng đầu khi mà thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường thì do sức khỏe của người lớn tuổi đã yếu rồi, cái khả năng thích nghi của người cao tuổi lại kém nữa nên rất dễ mắc những cái căn bệnh về đường hô hấp, trong đó có căn bệnh viêm phổi. Và bây giờ thì Diễm Loan xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ của chương trình Bác sĩ của bạn để cùng tìm hiểu về nguyên nhân và cách phòng tránh căn bệnh viêm phổi ở người cao tuổi quý vị nha. Nhưng trước hết thì mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng xem qua tiểu phẩm sau đây. Và bây giờ thì tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân đang rất sẵn sàng để tư vấn cho tất cả quý vị. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC và khán giả đang xem chương trình truyền hình. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết viêm phổi là gì ạ? Viêm phổi là cái tình trạng bệnh lý ở phổi mà thường là do nhiễm trùng phổi gây ra. Làm cho những cái tổ chức phổi bị viêm, ví dụ như phế nang, đặc biệt là phế nang, rồi các mô kẽ hay là mô liên kết ở phổi. Và từ đó nó ảnh hưởng đến các hoạt động chức năng của phổi, chủ yếu đó là ảnh hưởng đến các hoạt động hô hấp, cung cấp oxy và thải CO2 ra ngoài cơ thể của bệnh nhân. Và nguyên nhân nào gây ra căn bệnh viêm phổi ở người già thưa bác sĩ? Điều đầu tiên đó là gì? Là hệ thống miễn dịch ở người lớn tuổi đó thì nó sẽ không tốt bằng ở người trẻ nữa. Phản ứng miễn dịch cũng chậm, cung cấp những cái tạo ra những kháng thể hoặc là miễn dịch qua tế bào trung gian nó cũng yếu đi về mặt số lượng cũng như là chất lượng. Song song quá trình miễn dịch đó là sao ạ? Là cái hệ thống tiêu hóa cũng như là vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân đó, nó cũng kém. Ví dụ người lớn tuổi thì thường ăn ít nè, ăn không ngon nè, ăn không đủ chất nè, rồi quá trình tiêu hóa và hấp thu ở hệ tiêu hóa nó cũng kém nữa. Nó dẫn đến là các chất dinh dưỡng hàng ngày cung cấp cho cơ thể bệnh nhân thì không đủ. Mà trên cơ sở đó thì rõ ràng là nó cũng ảnh hưởng đến sự hoạt động và duy trì mỗi ngày của hệ miễn dịch. Do đó hệ miễn dịch như vậy nó cũng dẫn đến là gì, yếu ớt đi và rất dễ bị các bệnh lý nhiễm trùng. Thứ hai là tình trạng sức khỏe kém. Bởi ta biết rằng người lớn tuổi thì sao ạ? Thì thông thường cơ thể hoạt động các hệ cơ quan trong cơ thể của người lớn tuổi thì sao? Thì thường nó không được tốt như người trẻ nữa. Nó có hiện tượng lão hóa. Ví dụ như hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ miễn dịch vân vân. Song song với trên đó đó thì ở người cao tuổi thì rất dễ bị cái bệnh lý nhiễm trùng. Trên cơ sở là miễn dịch kém, cơ thể cũng hoạt động kém đi. Rồi song song với trên đó nữa là gì? Là người cao tuổi lại rất dễ bị những cái bệnh lý về chuyển hóa, có những thói quen không tốt. Ví dụ nghiện hút thuốc lá một thời gian quá dài hay là uống rượu một thời gian cũng là nhiều thì nó điều đó cũng ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe kém của bệnh nhân. Thì người lớn tuổi thì vấn đề vệ sinh cơ thể cũng như là những cái vấn đề mà liên quan đến nhiễm trùng á, nó cũng không được tốt bằng so với người trẻ. Thì những cái điều đó nó làm cho khả năng gây ra viêm phổi người già nhiều hơn và diễn tiến bệnh nó cũng ngày càng nặng nề hơn. Loan rất quan tâm tới những cái biểu hiện ạ. Biểu hiện khi mà bị viêm phổi ở người già nó sẽ như thế nào ạ? Và sự khác biệt nguy hiểm hơn ở người trẻ ra sao thưa bác sĩ? Khi một người cao tuổi mà bị bệnh lý về viêm phổi thì triệu chứng nó thường sao ạ? Nó thường không rõ ràng, nó diễn tiến âm thầm và như vậy nó dẫn đến là một khi đã phát hiện ra triệu chứng ở người cao tuổi thì lúc này bệnh đã chuyển qua giai đoạn nặng. Điều đầu tiên đó là gì ạ? Là bệnh nhân thường cảm thấy khó chịu mơ hồ thôi và cái sốt á, thường là không sốt cao, chỉ khoảng dao động từ 37 độ rưỡi cho đến 38 độ rưỡi và hiếm khi nào sốt cao. Thứ hai là đôi khi người cao tuổi cũng có triệu chứng lạnh và rét run, rồi về ho và có đàm cũng vậy. Bệnh nhân lớn tuổi thì ho nhẹ thôi, ho từng tiếng thôi, ho ngắn thôi, ho ít thôi, đàm thì thường là không có. Do đó dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến dấu hiệu nó cũng không rõ ràng. Về thở cũng vậy. Ví dụ người trẻ thì sẽ thấy là cái dấu hiệu ho và khó thở đôi khi nó diễn tiến rầm rộ. Những người cao tuổi thì thở nhanh hoặc là khó thở nhẹ nhẹ thôi, cảm thấy là hơi tức ngực một tí. Và những dấu hiệu này cũng nghĩ rằng là do thời tiết, do trái gió trở trời, chứ không nghĩ rằng đó là vấn đề viêm phổi gây ra. Và như vậy những cái dấu hiệu này thông thường sẽ được bệnh nhân cũng như là người nhà bỏ qua và không cần phải điều trị. Nhờ bác sĩ tư vấn về cái việc là viêm phổi ở người già thì nó sẽ tiến triển như thế nào và nó có nguy hiểm hay không ạ? Viêm phổi, những triệu chứng xảy ra ở người cao tuổi thì âm thầm, nên các cụ cũng như là người thân thường là không quan tâm, coi rằng đó là cái vấn đề là chỉ là do lớn tuổi thôi mà, chỉ là mệt mỏi một tí. Nhưng mà thế là chỉ sau khoảng 5-7 ngày hoặc là 1-2 tuần thì bệnh bắt đầu biểu hiện rõ rệt hơn và lúc này những triệu chứng ngày càng bắt đầu nặng nề hơn và các cụ bắt đầu dẫn đến khó thở. Thì khi đó sẽ dẫn đến điều trị. Nhưng lúc này sao ạ? Tình trạng đã nặng nề rồi, chưa kể là cơ thể một số cụ thì bắt đầu suy kiệt, hệ thống miễn dịch không tốt, sức khỏe kém, dinh dưỡng lại không đủ. Do đó lúc này bệnh nó nặng hơn và thậm chí có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm.
Ví dụ như lúc này có một số cụ khi vào trong bệnh viện rồi đã chuyển trạng thái là ly bì. À nè, nhiều người còn bị các bệnh lý về trụy tim mạch, rồi viêm thận, rồi viêm phế quản phổi, rồi áp xe phổi, thậm chí là hôn mê. Nè, do đó có thể nói rằng là cái việc mà phát hiện sớm và điều trị sớm ở bệnh nhân á, là rất là cần thiết. Căn bệnh này có thể điều trị dứt điểm hay không thưa bác sĩ? Trong một chừng mực nào đó thì vấn đề này vẫn có thể chữa dứt điểm cho các cụ được. Tuy nhiên, muốn chữa dứt điểm thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải phát hiện ra bệnh sớm ngay từ dấu hiệu ban đầu. Do đó khi mà phát hiện các cụ có triệu chứng mà chúng ta cảm thấy như là trái gió trở trời, nhưng nó diễn tiến không thuyên giảm trong vòng 2 ngày, 3 ngày, thì ngay lập tức chúng ta phải mang các cụ đi khám để được chẩn đoán xem có phải đó là viêm phổi hay không, để được điều trị ở giai đoạn sớm. Về chế độ ăn uống sinh hoạt cho người lớn tuổi trong cái quá trình điều trị viêm phổi sẽ cần phải lưu ý những điều gì và vì sao ạ? Chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cho người già bị viêm phổi là rất quan trọng. Thì việc cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng là luôn luôn cần thiết. Có nghĩa là chúng ta cung cấp các cụ đầy đủ số lượng calo cần thiết cho hoạt động một ngày và có thể bổ sung thêm số lượng calo bổ sung khi các cụ bị bệnh. Cái vấn đề thứ hai á, là các chất dinh dưỡng này đảm bảo đủ về cả lượng và chất, tức là bao gồm các thành phần quan trọng, ví dụ như là chất đạm, chất béo, chất bột đường và đặc biệt là không được thiếu vitamin và khoáng chất cũng như là chất xơ. Vậy thì khi chúng ta bổ sung đầy đủ tất cả các chất như vậy á, thì nó sẽ đảm bảo được năng lượng cần thiết cho các cụ hoạt động, đặc biệt đó là hệ thống miễn dịch cũng như là hoạt động các cơ quan khác liên quan đến quá trình hỗ trợ sức khỏe cho các cụ trong quá trình phục hồi sức khỏe cũng như là lành bệnh. Chắc chắn là theo dõi chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả đều rất là quan tâm những cái biện pháp để điều trị và phòng ngừa căn bệnh viêm phổi ở người già. Vậy điều đầu tiên là đó là việc sử dụng thuốc. Việc sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, thì đây là cái lựa chọn hàng đầu để mà các thầy thuốc điều trị bệnh viêm phổi ở người già. Nè, việc kháng sinh được sử dụng trên nguyên tắc là làm sao cho phù hợp tiêu diệt được gọn nhẹ những cái vi khuẩn gây bệnh bằng cách thông qua phải làm kháng sinh đồ. Một cái vấn đề thứ hai đó, những cái loại thuốc điều trị triệu chứng khác cũng rất là cần thiết. Ví dụ là chống viêm, rồi thuốc giảm ho, long đàm hay là giãn phế quản cũng rất là cần thiết để áp dụng trong việc điều trị viêm phổi cho người bệnh. Song song quá trình điều trị về thuốc như vậy, thì những vấn đề khác mà liên quan đến hỗ trợ cho bệnh nhân gia tăng cái dung tích phổi trong trình điều trị, ví dụ như là phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, những bài tập thở cũng rất là quan trọng, và đặc biệt là cũng có thể là thở oxy, cung cấp việc thở oxy cho người già. Song song quá trình đó phải có biện pháp bổ sung khác, ví dụ như là phải cung cấp dinh dưỡng này, đó nè, rồi tạo điều kiện cho các cụ được nói chuyện, được thư giãn thoải mái với người thân trong gia đình để vui vẻ và hợp tác trong quá trình điều trị. Vậy thì phòng bệnh viêm phổi ở người già chúng ta cần phải chú ý vấn đề gì? Yếu tố đầu tiên đó là chúng ta phải chú ý là tiêm vaccine định kỳ cho những người cao tuổi, đặc biệt là những cái vaccine cúm, vaccine viêm phổi do phế cầu và những cái vaccine liên quan những bệnh lý mà ở đường hô hấp. Thứ hai là chúng ta không được quên một yếu tố quan trọng khác, đó là phải bổ sung đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cho người cao tuổi. Ngoài ra phải cho các cụ sống trong môi trường vệ sinh sạch sẽ, có những thói quen tốt, hướng dẫn các cụ thường xuyên phải rửa tay bằng nước và xà phòng nè, có sát khuẩn nè, thường xuyên vệ sinh các môi trường sống nè, vân vân, thì như vậy làm cho các cụ nó sẽ tốt hơn. Các cụ cũng nên có thói quen đó là nên mang khẩu trang khi ra ngoài đường, thì đó là cái mà chúng ta thấy rằng là cần thiết để phòng bệnh viêm phổi ở người cao tuổi. Thưa quý vị, chương trình Bác sĩ của bạn đến đây xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.